Quý vị thân mến, để có đôi lời gửi đến tất cả quý vị quan khách và chúc phúc cho đôi yêu thương, xin trân trọng kính mời thân phụ của cô dâu có đôi lời phát biểu. Rồi đứng xét cho bác gái. Kính chào quý khách. Qua thời gian tìm hiểu, ta lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng. Qua thời gian tìm hiểu, ngày nay nó quyết định tiến tới hôn nhân. Nên và được sự đồng ý và thống nhất của hai bên gia đình, nay ngày là tháng tốt cử hành hôn lễ cho hai cháu. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khách đã đến dự tiệc chung vui cùng gia đình chúng tôi. Xin chào và cảm ơn. Đáp lại ơn nghĩa sân hồng diễn dục, Minh Hương xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể dâng rượu hiếu cho hai bên sân thân. Xin mời hai bên tham gia trạng cốc và nâng ly.